Ôi các bạn ơi, bây giờ các bạn ấy không những là chỉ đổi hai loại bóng màu tím và màu bạc mà trong đó đổi tất cả các loại bóng lẫn vào nhau luôn. Trong đây có cả bóng màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Đủ các loại bóng luôn. Các bạn ơi, vậy là bóng bay đã được đối nhiều rồi. Và chữ Happy Birthday cũng đã được bơm lên rồi. Ngoài ra thì còn có 3 kẹo này, 3 cái kẹo xoắn nữa cũng đã được bơm lên. Rất là đẹp rồi. Bây giờ thì Lan tiếp tục bơm đến chữ Hải Ninh để trang trí cho cái căn phòng này nhá. Chữ Hải Ninh màu xanh là Lan được bơm lên. Mi lấy cái này cho gì ta? Mi lấy cái này cho gì? Đúng không? Nào, bơm lên đi. Cứ gửi lên đủ rồi nhá. Thôi đi. Rồi Mi đang ngồi. Mi đang chìm ở trong bóng hoa này. Ôi. Ôi rồi, bây giờ tôi nhớ vào trang trí nữa đi. Các bạn ơi, đây người mẫu làm này các bạn này. Chú vào thử bóng bay đi, thử bóng bay cho Hải Linh đi. Rồi các bạn ơi, đây là chú Hiếu, đây chồng của Thị Lan này. Các bạn thấy chưa? Đấy, chú ấy này là một huấn luyện viên thể hình đấy. Rồi chú ấy đẹp lắm, siêu đẹp trai luôn đấy. Chú Hiếu ơi, thì đây cho các bạn ngay, chào các bạn ngay. Chú Hiếu chào các bạn ngay. Chú Hiếu chào các bạn đi. Các bạn là chú Hiếu số 1. Chú Hiếu số 1, chú ấy không dám chào các bạn ạ. Thôi để quay rõ mặt để chú Hiếu cho các bạn xem nhá. Đây các bạn ơi, nhìn kìa. Đấy, chú Hiếu vào, chú đang buộc bóng bay cho bạn Hải Ninh. Đấy. Các bạn ơi, nhìn Mi kìa, Mi đã bóng bay chơi trong bóng bóng. Thôi đừng lấy bóng khổng lồ. Không lấy bóng khổng lồ đâu nhá. Đừng lấy bóng khổng lồ của bố đi. Thôi thử thi không? Ai thử được nhanh hơn không nào? If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Không, quả cà sâu là của bóng khổng lồ. Quả quả sao là quả phòng hồ, chứ quả chú Hiếu tuổi to đi kia nó là dễ bị đánh. Chú Hiếu ơi, khá lắm, quả lên vỡ đi. Quả lên thử nữa, thử nữa, quả thử nữa đi con ạ, còn to nữa. Vẫn còn mấy quả bóng phòng hồ nữa, ai còn lấy nữa thì đấy. Bạn An đi lấy bóng phòng hồ về thử rồi. Rồi bây giờ Mi thì sẽ đi nhặt bóng đưa cho Thị Lan để Thị Lan biết thành cánh hoa các bạn nhé. Đấy, xem đâu, đúng vụ gì? Đâu, xem là bố xem ạ. À các bạn ơi, đây là cái dụng cụ để xếp thành hoa, bông hoa năm cánh các bạn nhé. À là mình cũng phải dùng rồi. Có cái dụng cụ này thì chúng ta sẽ không phải dùng đến chỉ nữa các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, đây là cái xếp bóng hoa năm cánh nhá. Hải Ninh ơi, Hải Ninh vào xếp thử không? Chú này xếp thử không? Đây, Lý đang xếp này, được chưa? 4 quả, vẫn là thiếu 1 quả nữa. Và các bạn nhìn kìa, xếp ra đẹp chưa? Được. Đấy, rất là đẹp. Hải Ninh ơi, đây Hải Ninh ơi, cho Hải Ninh một cái hoa, xếp một cái hoa. Chú Hải Ninh thì xếp thử. Ủa, cái bóng ấy đẻ một mình nó to nữa không con ạ? Ủa, nhìn nữa. Còn có nhị nữa ạ. Hả? Con tết không? Con tết để bố quay nhà Hải Ninh tết nha. Rồi để xem gì Lan thì tết cái bóng này đã. Hiếu ơi, bóng bé thôi, bóng to lổ quá, tết phải nổ quá. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã được một cái
chùm bóng rồi, 5 quả rồi. Và một cái nhuyễn màu trắng nữa là 6 quả bóng luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ và bóng màu trắng cho đến giữa đúng không? Bây giờ thì bạn Bonacy của chúng ta sẽ lấy một cái đây, Hà Linh ơi, cho bạn xem. Đây sẽ lấy một cái dụng cụ dùng để tết bóng, các bạn nhìn này. Đấy. Sau đó thì bạn Bonacy sẽ tết bóng thành một cái cánh hoa, thành một bông hoa nhá. Nào, Hà Linh đâu? Nào. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ ghim, đấy, ghim những quả bóng vào trong đấy. Rồi, đúng quá rồi. Tiếp tục đến quả thứ hai, chúng ta lại ghim vào như vậy. Rất là nhanh, có cái này ghim rất là nhanh luôn. Được chưa? Hai quả rồi. Tiếp tục. Rồi, đây đến quả thứ ba, chúng ta lại ghi vào cái cạnh đấy các bạn nhé. Ủa sao đây? Sao lại chuyển sang vào đây? Rồi, bạn để sẽ phải ghi chân kẽ các màu sắc bóng với các bạn. Rồi, ba quả rồi. Tiếp theo. Cảm ơn đây. Rồi tiếp theo. Bạn để con đây. Rồi, bạn đoàn sĩ của chúng ta đã mất quả bóng hồng rồi. Thôi quả bóng hồng rồi, chẳng sẽ bơm sau cùng. Rồi, 4 quả đâu. Ôi ôi. Kéo dài ra. Đấy, bên này còn kéo được chưa con? Ôi các bạn ơi, game vào rất là khó luôn đấy, không dễ đâu. Sao con không ghi vào cái bên này luôn đi? Đây là quả thứ 5 để chúng ta sẽ tra vào trong đây. Đấy.
không cần nữa. Thôi 5 quả thôi, bởi con phải có 5 quả thôi mà. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi, các bạn ơi. Ôi Lan ơi, nhìn này. Đấy, quả bóng này bơ đúng là nó sẽ thành hình rồi. Đây các bạn ơi, bài đã được hoa năm cánh và một cái nhiên màu hồng. Bây giờ bạn ơi xin xem tướng trở nên được nhé, lên trường xem đẹp nhá. Đang ướm nào. Đây, rất là đẹp luôn. Nhưng màu quả bóng đấy nó bị lấn vào màu tường hả đấy anh ạ. Đây,